Master Bali Long said, when I first hear about my brother Tony about his exchange, I'm quite surprised because foreign men, foreign Muslim artists have been exchanged with my brother. But then I think that I just want to share with you my concept about Muslim art. Muslim art is like the ocean, the immense ocean. And each of us only swim in a few square meters. Yes. It's very limited. Exactly. So the way you are doing here is very meaningful. By exchange technique, exchange idea, that is the very good for martial arts. Okay, all right. All right, Cross, Pierre Francois Cross. So how do I call you? Should I call you Pierre or Salva? They call me Flores. Flores. Flores, yeah. Master Flores. Yes. So I think that we understand each other. Of course. Yes. And we should get warm up and do exchange. The best part. Là một cái buổi giao lưu, buổi giao lưu hết sức là thú vị đó, và cô được diễn những cái đẹp của võ thuật, thì cũng như là phân karate sau này các nước sẽ làm dưới thẳng mặt, sẽ giao lưu và để tất cả các bạn ấy thấy hết sức là vui và hết sức là mãn nguyện vào đó và hết sức là hiếm nghĩ và chúc ý là mọi người thành công. And you want to wish us to have good exchange. And in the future, we should have more exchange. Of course. Because the one is a flat one now. And so easily you can exchange the idea. Yeah? Good. All right? Get ready then. All right. Phóng viên đi vào đông cái chị. Không một phóng viên thôi. Người già này, các bạn có một phóng viên thôi. Phóng viên nào? Bác Sô Ha, đúng không? Ông kêu là phóng viên đây. Tôi muốn ra để căng. Bảo bác là ví dụ đi. Ôi. Dạ, xin lỗi. Thank you.
khi tớ nghĩ rằng lên bỏ thảm đi, vì thảm được một tấm to như thế, đến nhỏ như này nên bỏ thảm đi, không là xô đâu, xô thảm, đấy là xô ngoài biển rồi ra rồi đâu, xung quanh thì núi thì dầu, nó bỏ đi quá tinh, giờ tớ nghĩ là cái sáng này là nó bỏ quá nó sót, bỏ cái công việc rồi, we don't put conditions in place. You train much not to? Yes, sir. How many years? 4 years. 4 years. Okay. 4 years, 2 years. And 7 years. Hey. I see. It's a good trip in Vietnam. You double the joy. Yes, very lucky. Travel to Vietnam and then you have a chance to witness this. Yes. That's very good. So now I'm going to. Trong cái sản cái thời gian như này là cái nguy hiểm nhất, tất nhiên cái tâm kính này nhất. Thế các bạn cũng sẽ có cái lưu vào bóng như thế nào đây. Và tập trí có người có số này, có số trẻ. Có thể là sản phẩm thì cái đi. Đặt qua đây. Rồi, chào. Đấy,